Xin chào mọi người đã đến với kênh mua sắm online XCN. Như mọi người đã thấy trên tiêu đề thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người thêm một mẫu máy đo đường huyết đến từ thương hiệu dụng cụ y tế quen thuộc Sinocare. Dòng máy lần này có tên là máy đo đường huyết thông minh Sinocare Safe AQ. Dòng máy này có thể được xem là bản rút gọn của những phiên bản trước đó, chính xác hơn, thông minh hơn và đặc biệt là dễ sử dụng hơn rất nhiều. Bây giờ hãy cùng mình mở hộp và review chi tiết em nó nha. Đây là trọn bộ máy đo đường huyết thông minh Sinocare Safe AQ. Khi mọi người mua tại XCN, mình sẽ mở tuần tự từng hộp để mọi người dễ theo dõi hơn nha. Đầu tiên đó chính là hộp thân máy chính của chúng ta. Tông màu chủ đạo lần này đó là màu đỏ, khác với màu trắng xanh của những phiên bản trước đây. Ngay cả hình ảnh ban đầu của sản phẩm thì mọi người cũng thấy được hãng đã tối giản các nút điều chỉnh tối đa xuống, chỉ còn có một nút duy nhất mà thôi. Bên trong hộp thì cũng như những phiên bản trước, chúng ta sẽ có một bộ sách hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt, kèm theo đó là bảng chuyển đổi thông số của chúng ta khi đo bằng chiếc máy này. Nếu kết quả cho ra nằm trong mức màu xanh lá này, tức là bạn đang có mức đường huyết lý tưởng. Nếu kết quả trả về nằm trong khu vực màu đỏ, thì bạn đang hạ đường huyết. Số càng nhỏ tức là hạ càng nặng, và nếu con số rơi vào mức màu xanh dương, thì mức đường huyết của bạn tuy không tốt nhưng có thể tạm chấp nhận được và cần điều chỉnh một chút, không đáng nghi ngại. Và cuối cùng, nếu rơi vào mức màu vàng này thì bạn đang tăng đường huyết khá là cao, cần can thiệp bằng thuốc hoặc là hỏi ý kiến bác sĩ. Tiếp theo đó là một chiếc bao da bảo vệ máy để chúng ta đem đi dễ dàng hơn. Bên trong này thì sẽ bao gồm thân máy chính, dụng cụ lấy máu và hai viên pin tiểu 3A hãng đã trang bị sẵn cho chúng ta rồi. Bộ sản phẩm này thì sẽ có đi kèm theo đó là 50 que thử đường huyết. Một hộp như này sẽ bao gồm là hai hộp nhỏ, mỗi hộp sẽ gồm 25 que. Và mọi người lưu ý là khi dùng, mình mở hộp nào ra thì ta sẽ dùng hộp đó đến hết luôn. Vì một lần mở hộp chúng ta chỉ sử dụng tối đa trong vòng 6 tháng mà thôi, để đảm bảo kết quả tốt nhất. Như vậy thì với 50 que này ta có thể đo được trong vòng 1 năm. Nếu hết que thì mọi người chỉ cần mua thêm về dùng thôi, rất là tiện lợi và tiết kiệm. Cuối cùng thì chính là hộp kim lấy máu đã tiệt trùng để dùng cho dụng cụ lấy máu ở đây. Một hộp như vậy thì mọi người cũng sẽ có 50 kim luôn nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra mỗi loại một cái để hướng dẫn mọi người cách sử dụng chính xác hơn nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắp pin vào phần sau máy như thế này. Phiên bản lần này là phiên bản rút gọn thông minh, chúng ta không cần cài đặt các thông số ngày và giờ cho máy. Thì như vậy cũng đồng nghĩa với việc là phiên bản này sẽ không có chức năng lưu các kết quả đo của những lần trước. Chúng ta đo lần nào sẽ đọc kết quả của lần đó luôn. Tiếp theo là mình sẽ gắn kim vào dụng cụ lấy máu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo phần đầu dụng cụ này ra. Kế tiếp là mọi người sẽ gắn phần mặt phẳng này của kim vào bên trong như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ xoay nhẹ và bẻ nhẹ phần đầu kim để hiện ra như thế này đây. Rồi mình sẽ lắp phần nắp lại nha. Tiếp theo thì mình sẽ điều chỉnh độ nông sâu của vết kim bằng cách xoay phần đầu bút như thế này. Thường thì mình sẽ chọn mức là 4 đến 5 là phù hợp nhất cho tất cả mọi người. Nếu ai có làn da mỏng hơn thì chọn từ 1 đến 3. Nếu dày hơn thì chọn mức 6 đến 9 nha. Cuối cùng là trước khi dùng thì mọi người kéo phần dưới này một lần, giống như là lên nòng súng vậy. Thì như vậy khi bấm kim không bị khựng hay là cản trở. Và khi bắn thì mọi người nhớ là để đầu bút sát vào phần má ngón tay áp út như thế này đây, và bấm nhẹ nút này là được nha. Tiếp theo là đến phần thân máy. Mình sẽ lắp phần que thử này vào đầu máy.
mọi người cần là quay cái phần đầu dài hơn vào trong máy và nhấn nhẹ vào. Như vậy là máy đã được kích hoạt rồi. Màn hình sẽ hiện thông báo là đã sẵn sàng để thử. Khi thử thì mọi người lưu ý giúp mình phải để máy vuông góc với nguồn máu thử khoảng tầm 2-3 giây. Sau đó que sẽ tự động thấm máu và trả kết quả sau thời gian đếm ngược là tầm 5 giây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo thử để mọi người cùng theo dõi nha. Và đó là chiếc máy đo đường huyết thông minh Sinocare, phiên bản rút gọn của ngày hôm nay. Đây là một chiếc máy rất tốt và tiện dụng nếu như ở nhà ai có người trung niên trở lên để theo dõi sức khỏe và tầm soát bệnh tốt hơn. Trọn bộ máy thử đường huyết này gồm đầy đủ dụng cụ nhưng mà giá cực kỳ mềm mà được ít nhất là 50 lần đo trong vòng 1 năm. Chưa kể đến nếu mọi người dùng hết kim và que thử thì có thể mua riêng về để sử dụng tiếp. Rất là tiết kiệm đúng không nào? Mình sẽ đính kèm link mua hàng ở phần mô tả cho anh chị em nào quan tâm, hoặc mọi người có thể comment để được tư vấn tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video và sản phẩm mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. SCN.vn, nơi mua sắm online uy tín.